Bảng xếp hạng phim có view trung bình cao nhất 2023, tiêu chiến triệu lộ tư rốt đài, top 1 bá chủ thiên hạ. Vụng trộm không thể giấu của lộ tư lượng view trung bình còn không nọt vào top 10 bảng xếp hạng thua cả ngu thư hân bạch lộc. Danh sách những bộ phim có lượt xem trung bình trên một đập trong thời gian phát sóng được thống kê bởi Vân Hợp đã được công bố mới đây. Trong đầu số 50 bộ phim được đề cập trong bảng, top 10 danh sách đều là những siêu phẩm đã quá độ quen thuộc với cư dân mạng cũng như các mọt phim. Điển hình như trường tương tư một niên hoa lâu, cuồng phong bạo táp ninh an như mộng dẫn đầu bảng xếp hạng văn hợp, bộ phim có view trung bình trên một tập cao nhất, không phải cái tên xa lạ chính là Cuồng Phong Bạo đáp. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của Trương Dịch, Trương Tụng Văn Lý Nhất Đồng thu về 178 triệu view trên một tập. Phim lên sóng từ ngày 14 tháng 1 đến 14 tháng 2, xuyên suốt khoảng thời gian đó siêu phẩm duy liên tục mang về loạt thành tích đáng gờm. Ngay tới cả các dự án của dàn đỉnh lưu, gương mặt quốc dân như Dương Tử với Trường Tương Tư Một, Tiêu chuyển ngọc cốt dao nêu diệt phi về đi đến nơi cỏ gió cũng không đọa lại. Trường Tương Tư và Trường Nguyệt Tận Minh do Bạch Lộc La Vân Hy đóng chính. Mặc dù xếp hạng 2 hạng 3 trong bảng, nhưng lượng view trung bình trên một tập chỉ là con số lẻ so với cuồng phong. Hai tác phẩm cổ trang ghi nhận 76 triệu view và 68 triệu view. Ngoài Trường Nguyệt Tận Minh, Bạch Lộc còn một bộ phim khác Ninh An Như Mộng cũng lọt vào top 10. Với lượng người xem trung bình 50 triệu. Lên hoa lâu của Thành Nghị Tăng Thuấn Hy tiêu thuận Nghiêu, Hắc Ma đáng gầm của làng phim Hoa ngữ 2023 chỉ dừng chân ở hạng 6. Lượng view trung bình trên một tập vẫn hợp 53 triệu, xếp sau cả trường phòng độ Bạch Kính Đình tổng Giật. Một điều khá bất ngờ vụng trộm không thể giấu của lộ tư Trần Chiết Viễn nổi đình nổi đám, được khán giả trong và ngoài đại lục đều yêu thích. Danh tiếng cao nhưng lượng view so ra còn kém hơn cả bộ phim tai tiếng Vân Chi Vũ, Ngô Thư Hân, Trương Năng Hách hay Quy Lộ do Đàm Tùng Vận, tỉnh Bách Nhiên đảm nhận, chỉ có thể ngậm ngùi dừng chân ở hạng 11. Tốt 8 phim hoa ngữ có view trung bình trên một tập cao nhất trên văn hợp. Thứ nhất Cuồng Phong, thứ hai Trường Tương Tư, thứ ba Trường Nguyễn Tấn Minh, thứ tư Trường Phong Độ, thứ năm Liên Hoa Lâu, thứ sáu Ninh An Như Mộng, thứ bảy Hàn Na Ai, thứ tám Vân Trí Vũ.